Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình mới nhất về tại Quảng Nam. Dòng xe mang thương hiệu Ý Chinix Xtream X7T. Đây mẫu xe có sử dụng cấu hình cao. Cấu hình của XT và DOG các bác nhé. Rất là cao cấp. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và trên khung hình các bác đây là chiếc Chinix Xtream Series X7T. Chiếc xe chỉ có tầm giá dưới 7 triệu có thể sở hữu chiếc xe này rồi, mang thương hiệu của Ý các bác nhé, sử dụng đồ rất là cao cấp. Đây là website của chính hãng của xe, của hãng này, chinix.com. Em sẽ lướt qua nước sơn của xe để em đánh giá rất là mới thôi nhé. Vết xước nhỏ này, đây không phải xước các bạn, đây do thời gian đã sử dụng nên là lớp sơn nó bị bật đi, không phải xước. Dây âm sườn, trên khung đứng của xe có chữ Chinix màu đỏ, khung chéo có chữ Chinix màu xám bạc rất là nổi các bác nhé. X7T, các bác có thể lên Google search thêm về chiếc xe này, chiếc xe mang thương hiệu của Ý. Cọc yên và yên nguyên zin của Chinix, nguyên bản theo xe, yên còn rất là ok các bác nhé, khá tốt. Yên ra xe trang bị củ đề rất là cao cấp, gần như là chùm cuối của dòng địa hình cao cấp nhất của phân khúc DOG, DOG XT. Rất ít khi em về những chiếc xe mà có củ đề của DOG XT Shimano. Bộ vành nguyên cặp của Chinix, nguyên zin theo xe. Bên trên đây đùi đĩa 3 tầng của Brovio, đùi đĩa trục rỗng các bác nhé. Cái dòng địa hình này các bác có thể đi những đường xấu, đường đô thị và đường xấu hoặc là leo núi đều phù hợp. Dòng lốp to này, phía bên trên đây củ đề. Ở bên trên ghi đông của Ford của Chinix, bên zin theo xe, ghi đông của 6061 nhôm các bác nhé, rất là nhẹ. Tay bấm xả của Shimano DOG 10 tầng và đĩa 3 tầng cho xe 30 tốc độ, rất nhiều tốc độ để các bác thay đổi. Và bộ phanh dầu thủy lực, phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano, zin theo xe, phanh đĩa dầu thủy lực đây các bác nhé. Giảm sóc, giảm sóc có chế độ khóa này các bác, đi đường phẳng có thể khóa con sóc được không? Bộ lít 10 tầng, lít và xích thì còn rất là mới không chứ?
đo chiều cao xe đứng. Rồi, chiều cao không đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao không đứng là 44, 45. Ngang là 55 các bác nhé. Phủ các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. 10 tầng lip. Lên lip. Chủ đề của Shimano XT chuyển động rất tốt các bác nhé. Xuống lip. Bên tay phải em là đùi đĩa 3 tầng của Brawl, đùi đĩa trục rỗng, xuống đĩa. Lên đĩa. Quay rất là bòn, động rất là tốt. Cái xe đến từ thương hiệu của Ý, được sử dụng cấu hình cao cấp XT, DOJ XT và tay bấm xả DOJ. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe mang đến từ thương hiệu của Ý, Chinix Xtreme X7T. Chiếc xe được trang bị ở củ đề của DOJ XT và tay bấm xả của Shimano DOJ. Chiếc xe được bán tại Hưởng Em với mức giá rất tốt là 6,9 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 749 93 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Anh Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại Hưởng Em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.